kiêu ngạo cộng sản, một thái độ thiếu giáo dục và sự chống chế ngu xuẩn. Tôi bắt bức ảnh gây phẫn nộ, bức ảnh chụp Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, tiếp đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa, một giáo phận vùng người tỉnh Tây Bắc, vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2018 được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt bởi một làn sóng phẫn nộ dâng trào. Người ta phẫn nộ với một thái độ ngông cuồng hống hách của quan chức cộng sản, cứ tự coi mình như cái rốn của vũ trụ mà không biết rằng chính Hồ Chí Minh đã định nghĩa họ chỉ là đầy tớ của nhân dân. Bất cứ một người dân nào, dù là nông dân dưới ruộng cho đến đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, đều không thể chấp nhận một thái độ tiếp khách của đám đầy tớ như thế này. Vì phản ứng dữ dội, tái phó chủ tịch tỉnh Lai Châu được chữa cháy bằng cách phân bua rằng ai đưa bức ảnh đó lên không đúng vì chụp hắn khi hắn đang nháy mắt và bảo hắn ngủ. Xin thưa với tái phó chủ tịch tỉnh này là không phải người ta phản đối việc nhắm mắt hay mở mắt, bởi đơn giản là hắn và đoàn cán bộ từ trung ương đến mấy tỉnh này mở mắt thao láo mấy chục năm nay cũng có thấy được điều gì đâu. Hắn đâu có thấy được nhu cầu tôn giáo của đồng bào các tỉnh Tây Bắc đến mức nào. Hắn đâu biết rằng các giáo dân người dân tộc vì nhu cầu tôn giáo mà đã khốn khổ bao nhiêu năm nay. Hắn đâu biết rằng người dân từ Mường Nhé muốn tham dự thánh lễ đã phải đi bộ cả 200 cây số đường rừng. Hắn đâu biết một linh mục muốn đến với giáo dân từ đầu xứ đến cuối xứ phải bật đi mất 500 km đường rừng mới hiểm trở. Nhưng việc cấp giấy chứng nhận, chỉ riêng việc này đã nói lên việc mất tự do cho các giáo họ, giáo sự giao điểm đến nay vẫn là việc khó hơn lên trời. Do vậy hắn ta có nhắm mắt đi nữa thì cũng là chuyện không cần thắc mắc. Nhưng cái dáng ngồi trịch thượng và thái độ mất dạy của hắn mới là cái mà Tiến Hà chỉ bấy lâu nay. Trước hết, đó là sự kỳ thị tôn giáo xuất phát từ việc đàn áp một tôn giáo cách nặng nề ở vùng Tây Bắc từ xưa. Tôi đã có nhiều bài viết về chủ đề này kể từ năm 2008 đến nay. Ở đó, những công nhân cộng sản địa phương đã đặt ra cho mình nguyên tắc, những quy luật riêng nhằm trừng trị, hạn chế bà con dân tộc ít người muốn theo tôn giáo không làm vui lòng đảng. Sự đánh lận con đơn của đám báo chí và Tây Phó Chủ tịch tỉnh này để chứng minh những điều nhận định trên, ngay cả trong việc trèo chống sau sự cố này. Ngay trong bản tin rửa mặt cho tay phó chủ tịch tỉnh Lai Châu, thái độ kỳ thị tôn giáo đã thể hiện rất rõ ràng. Bài báo gọi đoàn của tòa giám mục Hương Hóa do đức cha Alfonso dẫn đầu là đoàn khách, mà không thèm nói ra là đoàn khách của tòa giám mục Hương Hóa. Vậy có nghĩa là đoàn khách này đến thăm Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu với tư cách cá nhân, và tỉnh Lai Châu cũng chỉ đến thăm những khách này chứ không phải họ đến thăm tòa giám mục Hương Hóa, đại diện cho khoảng 250.000 giáo dân người tỉnh Tây Bắc. Thậm chí bài báo còn viết, được biết mấy năm gần đây mỗi năm đoàn khách này đều lên thăm tỉnh Lai Châu, và tỉnh Lai Châu cũng đã có đến đoàn thăm đoàn khách trên. Điều này không phải ngẫu nhiên mà có chủ đích kỳ thị hẳn hoa, bởi mấy tỉnh Bắc Việt Nam, miền Tây Bắc Việt Nam trắng trợn chèn ép quyền tự do tôn giáo của người dân bao năm qua. Họ không hề công nhận các giáo điểm, giáo xứ cũng như những nơi thờ tự. Thậm chí có thời kỳ tỉnh Sơn La còn trắng trợn tuyên bố là Sơn La không có nhu cầu tôn giáo bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân và tỉnh ủy Hà Nội. Sự lễ phép lịch sự là biểu hiện của mức độ giáo dục. Có lẽ sinh ra xã hội loài người đã đặt ra cho xã hội những quy định nhất định nào đó, cái thì bằng văn bản, cái thì không cần văn bản. Nhưng tất cả những quy chế định ước nào đó nhằm để xây dựng một xã hội có trật tự về luật pháp, có đạo đức và văn hóa về lối sống, sự giao lưu tiếp xúc với các tầng lớp vùng miền khác nhau, thể hiện sự chín chắn và mức độ hiểu biết của con người đó đến đâu. Vì thế việc tiếp khách đánh giá nhiều mặt về người chủ nhà, có thể nếp văn hóa khác nhau ở mỗi vùng, mỗi miền khác nhau. Người dân tộc có thể mời khách quý ngồi chung bên bếp lửa để ăn chén uống chén rượu ngô, người miền biển có thể mời khách cùng xuống thuyền ăn con cá biển nướng. Tất cả đều có thể chấp nhận được khi người khách và người bên ngoài nhận được sự trân trọng và chân thành cởi mở từ họ. Thế nhưng quan chức quyền lực nơi mà ít nhất dù có là bằng giả thì đến phó chủ tịch tỉnh cũng phải học xong ít nhất là lớp 5, mà chỉ cần học lớp 3 thôi là đã học phép lịch sử tối thiểu, thì người ta không thể chấp nhận một thái độ tiếp khách một cách khinh miệt đối với lãnh đạo tôn giáo như tay phó chủ tịch tỉnh này.
sự lấc cấc trắng trợn cậy thế cậy quyền và coi thường kẻ khác, dù đó là ai đi nữa, chỉ là tấm giấy để xác nhận anh ta là một kẻ có thể thừa tiền bạc nhưng thiếu văn hóa và trí thức. Việc quan chức cộng sản có thái độ láo xược trước cách lãnh đạo tôn giáo đã không làm cho họ cao hơn dù một mm. Ngược lại, dư luận xã hội đã nhấn họ xuống tận đáy bùn đen, bởi người ta biết tầm mức trí thức và văn hóa của họ. Đó là nói khi quan chức cộng sản làm chủ nhà. Còn khi họ làm khách thì sao? Thái độ quan chức cộng sản còn thể hiện sự kém về lịch sự văn minh ngay cả khi là chủ tịch nước. Họ nghiễm nhiên coi như phòng khách của người khác là nhà của mình. Ở đó họ thể hiện vai trò của ông chủ, của những người có quyền thế và sang trọng, còn chủ nhà chỉ là đám đầy tớ của mình. Hãy nhìn Trần Đại Quang đến thăm tòa tổng giám mục Sài Gòn thì rõ, hắn ta ngồi vào chỗ trịnh trọng như giao hoàng, còn chủ nhà thì khúng húng đến mức khiêm tốn. Tưởng rằng ngay cả việc khủng muốn cho quan chức cũng không hẳn là một thái độ hay, nhưng nhìn các bức ảnh của các vị linh mục nữ tu giám mục đã quá khiêm nhu hạ mình được đóng quan chức cộng sản này mà cảm thấy phản cảm. Có phải đời sống tu hành đã tạo nên một thái độ thái quá như vậy chăng? Thế nhưng dù sao thì còn đỡ phản cảm hơn thái độ hết dịch coi thường người khác thể hiện sự kính kiệu kiêu ngạo cộng sản của đám quan chức Việt Nam hiện nay. Thực ra xã hội ngày nay luôn hô hào và cổ võ bình đẳng là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong phép lịch sự cần có thường thể hiện ở những người có học thức, có nhận thức và tầm văn hóa tương đối. Họ thể hiện sự khiêm tốn của họ cũng như sự tôn trọng người khác của mình. Nhưng trước hết, đó là sự tôn trọng phẩm giá con người. Có một điều rất khó có thể sửa đổi những cái thuộc về văn hóa, về nét riêng thường có của quan chức cộng sản, những tên đầy tớ của nhân dân, những tên đầy tớ vô lại. 26 tháng 3 năm 2018, G.B. Nguyễn Hữu Vinh.